Chứ ba muốn người vợ như thế nào? Mập tròn ốm. Thôi, nói gì nữa. Chúng ba trả lời vậy con cũng chịu. Mập tròn ốm. Tả đi. Tả coi người vợ đó như thế nào. Đâu biết đâu. Người vợ đó như thế nào? Đâu đâu biết đâu. Người vợ đó như thế nào? Mập tròn ốm. Ở dưới nghe. Ở nước nào? Không biết. Ở nước nào? Không biết. Ở nước nào? Thành phố Hồ Chí Minh. Đó rồi. Tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài. Mập hay ốm? Mập. Ốm. Có đem mắt kiến không? Đó. Đó rồi. Hỏi tiếp đi. Thích làm nghề gì? Không biết. Thích làm nghề gì? Không biết. Thích làm nghề gì? Bác sĩ. Chữa bệnh cho mọi người. Đúng. Bye bye. Thích thiên nhiên hay là ghét thiên nhiên? Thích thiên nhiên. Thích hoa hay thích lá? Hoa. Trời ơi. Thích trồng cây hay là thích trồng rau? Trồng cây. Tiếp đi con. Trời. Cái đây phỏng vấn nó hỏi đi. Bình thường nó nhiều mà. Hỏi chứ không có hết. Hỏi không. Con mong muốn một người mẹ thế nào? Bây giờ con hỏi với bà vậy. Con mong muốn một người mẹ như thế nào? Thì con hỏi với bà vậy. Chú ba mong muốn một người mẹ như thế nào? Cái gì tự nhiên chú ba đang Vậy chọn gì? vợ mà tự nhiên hỏi người mẹ? Vậy là sao? Ba nói gì cũng hiểu. Thì giờ coi như giờ con chọn vợ với chú ba đi, để đó giờ con hỏi chú ba đi. Hỏi rồi Cái chưa này đủ. Ủa con, không. ủa con chọn vợ chú ba, con đưa bao nhiêu điều kiện mà giờ tới chú ba con phải. Ủa thì con lấy điều kiện của ba con hỏi cho chú ba đi. Điều đó không thành sự thật. Thì Điều đó con hỏi chú ba thử coi, coi chú không. ba chịu không? Con lấy điều kiện mà con nói với ba, con hỏi chú ba. Chú ba có thích lấy vợ không? Không. Không.